Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo. Thưa quý vị, thưa bà con, ngày hôm nay từ Thanh Miện, Hải Dương thì khán giả có số điện thoại là 0379, 3 số cuối là 256 có gửi đến cho chúng tôi câu hỏi như sau. Gia đình khán giả nuôi cá chép hương xuống giống được khoảng nửa tháng và khán giả có nghe tư vấn là cho ăn tỏi, ủ giấm và đường. Khán giả hỏi là tiêu chuẩn quy trình cho cá chép ăn tỏi như thế nào để có thể mang lại cái hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, thưa chuyên gia Bùi Quang Tề ạ. Vâng, xin chào khán giả, chào bà con. Đối với hôm nay tôi cũng nói luôn, tôi nói cái này khá nhiều rồi. Với tư cách là chuyên gia, tôi khuyên mọi người lấy tỏi tươi giã ra cho cá là tốt nhất. Thôi đừng có ngâm đường với ngâm giấm, thế này mấy người dùng cho người cũng có thể có ông ngâm đường ngâm giấm xong ăn, nên là ăn chơi bời thôi chứ ăn chữa bệnh hơi khó. Thế còn tôi yêu cầu, tôi nhắc là tỏi tươi giã ra, các vị phải nhớ cho tôi nhé, tỏi tươi giã ra cho ăn nửa ký tỏi cho một tạ cá ăn trong một ngày. Nếu phòng bệnh thì 3 ngày, mà chữa bệnh trị bệnh thì 5 đến 7 ngày. Tỏi tươi giã ra, tôi nhắc lại câu đó, thì tôi chưa bao giờ tôi nói là ủ mới giấm mới đường cả. Với tư cách tôi là chuyên gia tôi nói thế, còn những người khác nói thì tôi không biết. Vì có thể có những người nghe câu được, có khi nghe của dân dùng cho người cũng có ngâm giấm với tỏi với đường để cho ăn, nhưng mà tôi có nói tỏi tươi vì tôi cần là cần kháng sinh của tỏi, nếu mà cho giấm với đường vào không cẩn thận nó phá hủy luôn, vì đấy là tự nhiên là thành khoa học, thành phản khoa học. Tôi cũng nói câu này nó hơi dài, thì tôi biết Hải Dương cũng nghe đấy, cũng có thể có một vài ba người đi nói câu đó, nhưng mà nghe nói lại tôi nhắc lại một lần nữa, tỏi tươi giã ra cho cá ăn, nửa ký tỏi cho một tạ cá ăn trong một ngày, thế thôi. Nhớ cho tôi nói câu đó là nhập tâm chứ không cần phải ghi. Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn những tư vấn vừa rồi của chuyên gia Bùi Quang Tề ạ.